Dù đã gần hết tháng 6 nhưng đại lý vẫn không ngừng tung ưu đãi sốc cho khách mua. Nhiều mẫu xe Hatch của Toyota như Vios, Fortuner, Veloz được chào bán với mức giảm cực sâu. 1. Toyota Vios giảm cao nhất 110 triệu. Doanh số Vios vẫn không khởi sắc sau khi hãng tung bản nâng cấp ra thị trường. Đại lý tăng cường ưu đãi nhằm thu hút khách mua. Nếu như hồi cuối tháng 5, Vios được chào bán với ưu đãi khoảng 30 triệu thì nay, đại lý đã nâng ưu đãi lên một tầm cao mới một số đại lý tại Hà Nội đang chào bán Toyota Vios 2023, với mức giảm từ 50 đến 55 triệu tùy phiên bản. Bản GCVT giảm tới 55 triệu, trong khi bản E giảm 52 triệu và bản EMT giảm 50 triệu. Sau khi trừ ưu đãi, giá xe Toyota Vios cán mốc 537 triệu, 476 triệu đồng và 429 triệu tương ứng bản G, E và EMT. Khi mọi sự chú ý đang tập trung vào Toyota Vios bản mới với chính sách giảm giá, thì các đại lý vẫn tiếp tục xả hàng bản cũ với mức giảm mạnh hơn rất nhiều. Tham khảo tại nhiều đại lý, mỗi nơi lại có chính sách giá khác nhau. Chiếc Vios G màu trắng tại đại lý ở Đà Nẵng, được chào giảm 110 triệu trừ thẳng vào giá bán. Giá niêm yết của xe là 592 triệu, sau giảm chỉ còn 482 triệu. Một đại lý, ở Hà Tĩnh lại đưa ra mức giảm tương đương 150% lệ phí trước bạn, cho chiếc Vios G màu đỏ, quy đổi tương đương khoảng 90 triệu. Hầu hết xe bản cũ tồn kho thuộc phiên bản G cao cấp nhất, với màu sắc đa dạng như trắng, đen, đỏ và vàng cát. Số lượng xe bản cũ tồn kho không còn nhiều. Người bán ở Hà Tĩnh cho biết chỉ còn đúng một chiếc màu đỏ. Trong khi đó, tư vấn bán hàng ở Đà Nẵng chia sẻ rằng chiếc màu trắng là chiếc cuối cùng. Một tư vấn bán hàng tại Thanh Hóa cho biết tại đây còn chiếc màu đen. 2. Toyota Wigo giảm tiền mặt, tặng 50% thuế trước bạ. Dù mới ra mắt nhưng Toyota Wigo đã tích cực chạy khuyến mãi để cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tồn tại nhiều khó khăn. Mẫu xe hạng A của Toyota đang được chào bán với chương trình ưu đãi giảm tiền mặt 15 đến 20 triệu tặng 50% lệ phí trước bạ hoặc bảo hiểm vật chất tùy từng đại lý. Toyota Wigo 2023 được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Giá xe Toyota Wigo 2023 dao động từ 360 triệu và 405 triệu tương ứng với bản E và bản G. 3. Toyota Veloz Cross giảm gần 70 triệu. Tại đại lý, Toyota Veloz Cross đang được chào bán với chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách mua xe thời điểm này sẽ nhận được giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm vật chất và phụ kiện giá trị. Đặc biệt, một số đại lý sẵn sàng giảm 70 triệu tiền mặt cho khách mua xe Toyota Veloz Cross. Ưu đãi này giúp Veloz cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trong phân khúc MPV khi mà Standard cùng hàng loạt xe khác cũng sử dụng khuyến mại để kích cầu, đẩy mạnh doanh số tháng 6. 4. Toyota Fortuner giảm hơn 100 triệu. Cũng trong tháng 6 này, đại lý Toyota tích cực đẩy hàng tồn bằng chương trình giảm giá sâu cho mẫu xe Toyota Fortuner số vin 2022. Nhiều đại lý áp dụng mức giảm từ 100 đến 125 triệu tùy phiên bản cho khách hàng đang nhắm đến mua mẫu SUV 7 chỗ này. Thế nhưng, số lượng xe 2022 tồn kho còn khá ít và không đủ phiên bản cho khách thoải mái chọn lựa mỗi đại lý chỉ còn tồn vài chiếc với màu sắc giới hạn. Đơn cử như một đại lý Toyota tại thành phố Hồ Chí Minh, theo tiết lộ của nhân viên tư vấn thì đại lý chỉ còn một bản Legender VIN 2022. Do đó, khách muốn chọn phiên bản khác phải tích cực tham khảo nhiều đại lý. Hiện tại, Toyota Fortuner đang được bán tại Việt Nam với 7 phiên bản, giá giao động từ 1 tỷ lẻ 26 triệu đến 1 tỷ 470 triệu. Dù là thương hiệu lớn và có vị thế vững chắc tại Việt Nam, nhưng các dòng xe Toyota vẫn tích cực chạy theo khuyến mại nhằm kìm hãm đà lao dốc và xả hàng tồn kho, mang đến cơ hội sở hữu xe giá tốt ở thời điểm hiện tại. Xe